Ờ, Thảo. Dạ, sếp. Anh biết chuyện này rất là tế nhị, nhưng mà tại sao? Chuyện này có thiệt hay không? Tại sao lại có người biết chuyện tế nhị của em mà đăng lên trên mạng vậy? Sếp nói gì em không hiểu gì hết á. Hồi nãy em vô công ty em thấy mọi người nhìn em quá trời luôn. Em coi đi. Sao có thể? Sếp ơi, em không biết. Sếp phải tin em á. Vậy là em không có? Dạ đúng rồi sếp. Vậy tại sao có người lại đăng chuyện này lên? Em không biết nữa. Ai mà ác ý tung tin bịa đặt như vậy nữa sếp. Khoan, bây giờ sếp, em bình tĩnh trước đi. Cái tin này hiện tại nó đang lan rộng ra cả công ty rồi, và những người ở ngoài công ty cũng biết chuyện này nữa. Bây giờ từ sáng giờ có rất là nhiều nhân viên lên trên phòng anh yêu cầu sa thải em đó. Rốt cuộc chuyện này làm sao vậy? Em thiệt sự là không biết mà sếp. Bây giờ sếp tin em rồi mà sếp. Bây giờ bình tĩnh nghe nói nè. Suy nghĩ kỹ lại coi, từ hồi nào giờ có đắc tội với ai hay không? Tại sao người ta lại chơi em như vậy? Cái này là ác ý nè. Em bây giờ em không biết là ai hết á. Nhưng mà thiệt sự là em không có. Em có thể lên bệnh viện để kiểm tra. Sếp tin em rồi mà sếp. Anh tin em, nhưng mà bây giờ anh tin em không còn quan trọng nữa. Dạ bây giờ nếu như em đi xét nghiệm, cái chuyện nó rất là đơn giản. Nhưng mà vấn đề quan trọng là em úp cái tờ giấy xét nghiệm đó lên, người ta có tin hay không? Hiện tại bây giờ là người ta chỉ chăm tin vào cái người tung tin thôi. Và cái tin này còn lan tới cả tay đối tác nữa rồi kìa. Bây giờ em phải làm sao sếp? Sếp giúp em đi mà sếp. Em không có nghĩ làm được đâu sếp. Thôi thôi, khoan nữa. Bây giờ đứng nghe nói chuyện không ổn đâu. Đi lên trên văn phòng của anh đi, rồi từ từ anh tính. Đi. Dạ. Thảo đúng không? Em đi đâu mà đeo kiến, đeo khẩu trang vậy? Dính phốt gì hả? Anh hỏi làm gì? Cái cảm giác mà người trong công ty kỳ thị mình, em thấy sao? Được lên trang nhất, mọi người biết mình là một người bị bệnh xã hội, xong rồi xa lánh. Đúng rồi, ra ngoài đeo khẩu trang, đeo kính là đúng rồi, phải không? Là anh làm đúng không? Đúng. Tại sao mày làm vậy với tao hả? Anh đã nói rồi, em không yêu anh á, đừng hòng sống yên. Mày bị đứng rồi. Đúng, anh rồi đó. Thôi, tao xin mày đó, mày tha cho tao đi được không? Được, anh tha cho em được chứ. Nhưng mà với một điều kiện, đó là em phải yêu anh. Em phải yêu anh mới tha cho em được chứ. Trời ơi, chỉ cần em yêu anh là được hết rồi đó. Cái gì bằng ngày bằng mặt thì hả? Mày lần nào, không phải chuyện của mày. Cút đi, đừng để tao đi nha. Rồi mày làm gì tao? Tao nói cho mày biết, từ nay về sau mà còn lảng vảng làm phiền nhân viên của tao á, thì đừng có trách tao. Quá ra là ship của con Thảo hả? Ừ. Nè, mày có biết nó bệnh xã hội không? Mày binh nó nữa. Trời lây đó, bệnh nó lây. Không sợ à? Anh An, chính anh ta là người đó tung tin thất thiệt về em đó. À, tao hiểu rồi. Vậy là mày yêu Thảo, mày không có được tình cảm của Thảo, cho nên mày muốn đăng bài lên như vậy để mày ép Thảo yêu mày, có đúng không? Đúng. Tụi mày làm gì tao? Tao đăng đó. Tao không làm gì mày hết, nhưng mà tao cho mày đúng một ngày. Nếu như mày không gỡ bài xuống, đính chính lại xin lỗi Thảo ở trên đó, thì đừng trách tại sao tao mạnh tay. Đi Thảo. Anh An, đây là phiếu xét nghiệm, em làm xong rồi. Bước tiếp theo mình làm gì nữa anh? Anh kêu em đi làm cái phiếu xét nghiệm này á, là chỉ để chúng ta có thể giải thích được những người ở xung quanh chúng ta thôi. Bây giờ cái tin đồn này đã lan ra rất rộng rồi, rất là nhiều người ngoài biết. Bây giờ em có úp cả cái phiếu xét nghiệm này lên, chưa chắc gì người ta đã tin. Thôi bây giờ trước mắt là mình phải đi giải thích cho những người ở gần mình cái đã. Thiệt tình á, mấy bữa nay về cái chuyện này á, mẹ mất ăn mất ngủ. Bây giờ mọi người ai cũng xa lánh em hết á. Anh cũng nói thiệt luôn, là hiện tại công ty cũng đang gặp một số ảnh hưởng. Có một số đối tác đòi hủy hợp đồng. Anh phải đứng ra bảo đảm là nhân viên của anh không có gặp bệnh như vậy. Rồi còn một số nhân viên khác á, thì đòi nghỉ tại vì sợ em lây nhiễm bệnh. Em xin lỗi anh, vì em ảnh hưởng tới công ty. Không phải lỗi của em chỉ là nạn nhân thôi. Bây giờ cố gắng giữ ý. Có chuyện không hay rồi anh em. Anh coi bài đăng này đi. Có một tài khoản nói là anh gian díu với chị Thảo, rồi hai người đều bị nhiễm bệnh. Cái gì? Cái tên cường này. Anh An, mình phải cảm ơn cái tên cường này.
Nếu như hắn ta lôi anh vào chuyện này thì anh có cách rồi. Đi. Sao tự nhiên hẹn anh ra đây? Nhớ anh đúng không? Anh biết rồi hả? Anh hết bịa đặt chuyện của tôi, bây giờ anh còn lôi xếp tôi vào nữa. Đúng, tôi đó. Tôi sẽ xử tất cả những thằng nào cản đường tôi, không trừ một ai hết. Nghe nói á, là công ty dạo này chắc lao đao lắm đúng không? Tại vì từ trên xuống dưới ai cũng bị nhiễm bệnh xã hội. Lần này để coi nó xử lý làm sao. Mọi người nghe rõ chưa? Tất cả là do thằng này nó bịa đặt, nó sắp đặt lên hết. Nó xuyên tạc, không có một việc nào là sự thật hết. Má mày dám gài thân. Điện thoại đi. Chuyện này tao với mày chưa xong đâu. Mày bôi nhỏ danh dự tao và làm nhục Thảo, còn làm ảnh hưởng tới công ty tao, mất cái hợp đồng gần cả tỷ bạc nữa. Đợt này mày lớn chuyện với tao rồi. Bây giờ đăng thì cũng đã đăng rồi, thì bất quá gỡ bài xuống thôi đó, đúng không? Bộ mày nghĩ mày sỉ nhục người ta xong mày gỡ bài là xong hết mọi chuyện hả? Không có đâu. Mày vừa bôi nhỏ danh dự của người khác, làm tổn hại tới tinh thần và vật chất của người ta nữa. Tao nghĩ cái tội này phải đi tù hả? Tội làm gì phải đi tù? Bất quá rồi bây giờ tôi gỡ bài xuống, rồi thích thì tôi đăng bài xin lỗi vậy đi. Không, giờ tao thích bắt mày hơn. Đi anh Thảo.